Hôm nay mình sẽ quay lại với cái game Cờ Tỷ Phú Hàn Quốc. Các bạn nào muốn tải game này thì hãy bấm vào cái link bên dưới. Cái link của bài của các bài bài này nè. Chúng ta sẽ vào hẳn cái group. Hôm nay thì máy mình hơi bị lắc một chút ha. Những bạn nào mà mới chơi thì cứ vào đi. Tại vì mình còn đang ở trong cái event nhận đây, hai con Halloween, hai con mà mình mới được có con nè. Còn con này chưa, con này bá ha. Con này là phế vật. Trẻ người non dạ. Đúng có hai cục về. Tào lao thiệt chứ. Đây là nơi để cho các anh em kiếm sao nè, cũng như là trang bị ớt. Hồi tối mình đã làm rồi. Còn đây là mấy cái gói thẻ. Đang chờ coi ngày mai nó có ra cái event gì không. Hiện là một tuần đang hai móc event đó nha các bạn. Các bạn nè, nè cái hồi tối nè. Với vật hết rồi, chỉ có 25 gói thôi. Đây, còn các bạn thắc mắc đây là gói gì phải không? Đây, nhiều bạn mới chơi. Đây, em nói đây. Tất cả đều sử dụng được một ngày nha. Nhớ là một ngày là hết hạn nha. Đây. Đó. Còn có số 0 này là không nhớ nữa. Hình như là nếu mà nó để cái chữ gì đó là đánh theo trận hay gì á. Ở đây là mình chưa chơi. Để dành. Bữa nào rảnh rỗi lên đập một cái một. Đây có event gì đây. Nhiệm vụ hoàn thành nữa kìa. À con ma. Ô hoàn thành luôn rồi. Hết kim cương rồi nên cũng không dám ăn cái event này. Đây event này đây. Event này hơi bị bá nha. Đây các bạn coi nè. Đó. Top 6 nhân vật. Ở lòng top 6 trang bị quý hiếm. Đây 6 trang bị quý hiếm đó như các bạn thấy đó. Đây tai gấu. Anh này là gì? Anh này là gì? Anh này là nhân đôi cái giá tiền. Ví dụ của một nhân đôi giá tiền của đối thủ khi vào cái kỳ quan của mình. Đừng xem thường nữa nha. Trong game này không phải như là game của bản Việt Nam đâu. Nó có thể nhân lên một lần một nhảy vô phá sản liền. Đừng xem thường. Còn đây tạo bóng và tạo hố đen. Đây hàng này đây. Còn cái này cướp đất hay gì ấy, quên rồi. Còn đây là đầu nón bảo hiểm siêu chính xác. Còn đây nhân vật mới ten 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 chưa review, chưa có cái này. Còn đây là gì, đây là gì, đây là gì? Mình đang có một con ơ à, không phải hôm bữa không có, đang chờ kiếm một cái hút nó hút những đối thủ. Khi mình nhảy vào cái kỳ quan của mình thì sẽ hút những đối thủ
ở một hờ một cái đường hẳn, cũng gọi là bá lắm đó. Đấy, cái event này mình không ăn nổi, thua. Trên dưới đều được nha. Đó, kéo trên kéo xuống, nhưng hàng này là bá nhất. Top 6. Chưa, chưa có event gì nhiều hết à. Cái này mình chưa đủ bộ. Như là hết tháng. Cái này là đang có xúc xắc, không gà không chơi nên làm biếng lấy xúc xắc. Rồi. Những cái event linh ta linh tinh đó. Đây, 6 cái này được 500 kim cương, vẫn còn đang chờ các bạn. Kiếm kim cương trong này đơn giản vô cùng. Đây, cái gì đây? Cái gì đây này? Hôm nay không chơi có gì vui vậy? Ừ, còn 9 ngày kìa. 9 ngày hoặc 10 trận. Hình như là vậy, đúng rồi. Để đó đi, tôi chưa chơi đâu. Có gì vui à? Ôi, trời ơi. Hướng dẫn các bạn là khảm đá và đục lỗ những cái trang bị ở cổng thôi. Các bạn tìm lại trong cái gì đấy, cái này được nè. Đây cái này 2% tỷ lệ trả phí xong là các bạn được đến du lịch, được đi du lịch. Còn cái này, cái này cũng ngon nè, 2% xây nhà, không cần biết nhà bất kỳ, là chúng ta chạy về xây kỳ quan, chạy về nơi xuất phát xây luôn kỳ quan. Còn cái này là nhân 2 tiền khi kết thúc trận hay là gì quên rồi. Còn cái chuông thì 40% là gì quên rồi, không nhớ. Bài hướng dẫn đục lỗ và khảm đá thì mình đã có hướng dẫn rồi ha. Còn ở này gia tộc thì mình không cần phải hướng dẫn nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Rồi. Hướng dẫn chúng ta là gì? Tên 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 tờ. Ủa, ở đây còn 10 trận nè. Có một số đồ còn 10 trận. Chưa đánh. Đồ mình cũng cùi à, chứ không có ngon. Đó. Với mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cộng một món bộ đâu ra ba cái này, bốn cái này nè, trái rồi chút đem bán. Nhiều đồ quá, như cái đống bụi nhùi vậy đó. Kiếm rồi em nó đâu rồi? Hôm nay thì máy bị hơi lắc rồi, tại đang chạy chương trình ở ngoài. Thằng em nó đâu rồi ta? Đâu rồi, đâu rồi? Con heo vàng. Đây, nó đây nè. Hôm nay mình sẽ cộng cái món này từ ếch lên ếch cộng. Điều đầu tiên là các bạn hãy cộng 7 nha. Và đây, cộng cái hàng tím này. Cái viên này là khi các bạn, chắc nhiều bạn cũng đã biết rồi, bản Việt Nam hình như cũng có, là cộng cái nhân vật lên 30 thì nó sẽ cho một viên này. Lúc trước có nhiều lắm mà đem đi vứt hết rồi. À, bây giờ chúng ta cộng tiếp nó lên cộng 7 nha. Con nào nhiều ta? Vứt hết đi cũng đâu để làm gì đâu. Đây,
Ok, mình cộng xong rồi thì chúng ta đi làm gì? Kéo xuống, bảy rồi. Đâu rồi? À đây nè, thấy nó rồi. Thấy nó rồi. Đây, em nó đây. Em nó đây. Hai hàng cộng 7 sẽ được một con này. Con này là gì? Nó là một trang bị chỉ có trong event nha. Nhưng hôm trước mình không có lấy được nó. Là nó chạy khi bạn nhớ coi nè. Đây nè. Cái thằng này nè. Đây nè, xây nhà rồi đó. Là các bạn xây được một cái nhà là các bạn chạy một vòng, nói chung là chạy đúng một vòng nha, chạy một vòng một lượt nha, là về nơi điểm xuất phát. Không mừng là nói chung càng dài thì càng tốt. Ví dụ như từ chỗ xuất phát hãy hai ba nút, cái lên cái vị trí là hai ba nút đó, là từ nơi xuất phát là hai ba nút lên, xong rồi xây một cái nhà, cái bắt đầu nổi cái này lên hoặc mấy cái kia. Có nhiều trang bị mà để các bạn chạy về nơi xuất phát để có kỳ quan lên liền lắm đó. Chạy về là trên đường về, khi các bạn về tới nơi đây, em này sẽ có nhiệm vụ là cho các bạn một hoặc hai kỳ quan luôn, chứ không phải là nhà nha, cấp 4 nha. Một hoặc hai kỳ quan có tỷ lệ là nhân hai luôn. Em nó rất bá, nó phá kỳ quan rất là đã. Bây giờ chúng ta cộng. Đã có được một em. Bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì? Đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Cộng bớt đi, cộng bớt đi, ý bảy luôn đó, cộng năm liền con, năm luôn, 60% đó. Mẹ kiếp, tôm vàng như chó. Buồn quá, hãy một hai cái gương ra đặng nhấp nhấp coi. Một cái thôi. Nè, trời ơi quá trời con heo vàng luôn nè. Thứ này vứt chứ làm gì. Này cũng có rồi, vứt luôn. Thẻ visa quỷ. Lo có rồi, vứt. Còn có chưa? Có chưa? Hình như chưa. 7. Tiếc quá thì chứ. Đâu rồi? 10. Vứt luôn. 5 cái đi trời, 5 5 5 cộng 5. Đỉ mẹ nó cộng 4. Quê rồi nha. Món rồi. Chó cộng cái này không mà bực bội rồi đó, là máy hôm nay cũng hơi lắc bực bội. 100% là mày dư mà bực bội. Xài không ta, con mèo nè, con
xài nè. À đây nè, thấy rồi, thấy rồi. Con mèo để lại lên sưu tập. Ở cái này được 2-3 cái. Delete. Cái chuông cũng được nè. Bỏ cái chuông nè. Đây. Ông ơi, em nói đây. Cũng y như vậy, từ cộng từ x cộng. Từ đó mà từ muốn lên x cộng thì cũng có nhiều cách, như là từ a cộng x. Đó, các bạn cứ lên từ từ như vậy. Nhưng mình khuyên là từ x lên x cộng nó đã vỡ phí rồi. Đây. Hôm nay thì cái video hôm nay như vậy thôi. Máy hôm nay đắt quá. Là biến vô đánh thử một trận. Để bữa khác ha, cái video clip khác ha. Các bạn hãy nhớ like, share và đừng quên bấm vào cái quả chuông bên dưới để ủng hộ mình nha. Để cập nhật những video hướng dẫn cũng như là những trận đánh hay. Không gậy thì mình bận công việc nên cũng không có thường xuyên làm clip cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ráng dành ít thời gian để làm clip cho các bạn. Bye bye, nhớ đón xem nha. Bye.